Hello xin chào anh em Hôm nay có một bộ PC thanh lý Muốn giới thiệu đến anh em Đấy thì lâu lâu lại có những cái bộ PC thanh lý Rất là ngon lành như thế này Thì anh em mua ngay kẻo hết nhá <laughs> Bộ này thì khách mua từ tháng 12 năm 2022 Có nghĩa là được khoảng 4 tháng thôi Cái thời gian 4 tháng này cũng là một cái thời gian rất là ngắn Nên là những cái linh kiện còn rất là ngon lành Đấy thì bộ này lúc khách mua là khoảng 45 triệu thì bây giờ mình sẽ bán thanh lý với giá là 35 triệu anh em nhé. Đấy, 35 triệu với cái cấu hình như ngày hôm nay thì mình nghĩ là rất rất ngon trong tầm giá luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem là bộ hôm nay thì dùng những cái linh kiện gì. Đấy, đầu tiên là cái vỏ, cái vỏ thì là con NZXT H7 Flow rồi. Đấy, thì anh em có thể nhìn tổng thể luôn. Đây là một cái mã vỏ rất là thoáng rộng và đẹp của NZXT. Và cái mặt trước nó là mặt lưới anh em nhé. Đấy, mặt trước là mặt lưới này. Mình đã lắp là ba cái fan túc Uh, TF120 Thì như anh em đã biết là fan tube TF120 Là cái pack fan mà có hiệu năng cao Như vậy là hệ thống vỏ với cả fan Ngày hôm nay là dùng H7 Flow Và một pack fan tube TF120 đấy Còn cái hệ thống tản nhiệt Thì anh em có thể thấy Đây là một cái tản nhiệt rất đắt tiền Thực sự là rất đắt tiền luôn uh, NZXT Z73 Phiên bản màu trắng Riêng cái tản này nếu như mà anh em mua mới Thì nó vào khoảng hơn 8 triệu Đấy, chỉ cái tản thôi nó đã hơn 8 triệu rồi. Và đây là một cái mã tản nhiệt nước rất là đẹp. Vì sao? Vì có cái màn hình ở block nước. Đấy, anh em nhìn này, mình đã xét hình con Pikachu lắc lư rồi. <laughs> anh em có thể xét tất cả những cái hình mà anh em thích. Ví dụ như là ảnh gia đình, này, ảnh con cái, ảnh vợ chồng hoặc là xét hiển thị nhiệt độ của CPU, nhiệt độ của GPU đều được. Đấy, và fan trên thì mình đang để là màu trắng. Còn lại thì anh em có thể chỉnh được cái màu sắc của fan ở trên cái phần mềm nó rất còn về phần nội thất thì chúng ta sẽ có một con main b 660 sáu a đây là một cái mã main mà rất là quen thuộc với anh em xem kênh của mình rồi Đấy, một cái mã main trắng này đẹp này và con chip hôm nay rất khỏe luôn anh em nhé chip hôm nay là con coi bảy mười ba bảy trăm k Đấy, tuy là bộ này đã mua 4 tháng rồi Nhưng mà cái thời điểm khách mua là khách cũng đầu tư một con chip rất là khỏe luôn Đó là con 13.700k Thì 13.700k là anh em cũng thừa biết là cái hiệu năng của nó tương đương với cả con 12.900k Thậm chí là còn mạnh hơn cả 12.900k Đấy, thì nếu như mà anh em mua bộ này về để làm việc thì gọi là hết bài luôn Thực sự là vừa đẹp mà lại vừa mạnh Và RAM thì chắc chắn là phải là 32GB RAM rồi Và mình có cặp RAM là D50 Đấy, D50 RGB Con này thì cũng là rất là quen thuộc với anh em xem kênh của mình rồi Đấy, 13.700k mà kết hợp với 32GB RAM thì làm việc quá là ngon lành rồi và cái cạc đồ họa của chúng ta ngày hôm nay 3070 Ti Vision Đấy, Cái cạc thì cực kỳ hợp tông với cả bộ NZXT luôn Vì là cái thiết kế của con Vision này nó rất là đơn giản và đẹp Và đây là một cái mã cạc lướt Và cái mã cạc này là tem bảo hành của Thủy Linh anh em nhé bảo hành thủy linh ngon lành luôn Và còn bảo hành đến tận là tháng 2 năm 2025 Đấy, còn bảo hành rất là dài thì anh em mua con này về thì thoải mái về bảo hành luôn. Còn SSD, SSD thì là con Kingston nv 21 t anh em nhé. 1T thì mình nghĩ là rất là thoải mái cho anh em cài uh, Win này, cài ứng dụng này, cài một số game cơ bản là rất là ngon lành rồi. Vẫn còn dư khá khá để anh em làm việc. Và ngoài ra thì bộ hôm nay là còn có một cái cặp dây nối dài nữa. Đấy, một dây 24 pin và hai dây 8 pin. Đấy như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái linh kiện của cả bộ pc ngày hôm nay anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ mình nhanh sớm qua zalo facebook không là mình bán mấy cái này là nhanh lắm đây thì anh em nhớ là link facebook với cả zalo ở dưới phần mô tả nhá cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ pc tiếp theo